Thấy em gái bị nhóm đa cấp lừa, thanh niên xông vào quay clip và cái kết chạy tan tác. Đây là hang ổ của lũ lừa đảo. Cho các bạn coi. Động chưa? Quá trời luôn. Nó lừa bao nhiêu đứa lên đây rồi. Mình mới bị đuổi ra. Trên tấp tấp mới đây xuất hiện đoạn clip của một chủ tài khoản ghi lại hình ảnh một thanh niên dũng cảm xông vào hang ổ của công ty đa cấp để đòi lại công bằng cho em gái. Bước vào bên trong, rất nhiều CEO mặc vest đóng thùng, mặt ai cũng sáng sủa và khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng khi anh trai giơ điện thoại lên quay thì bị các CEO gây khó dễ, đồng thời thanh niên bị cả nhóm đa cấp lùa chạy. Đây là người lừa em mình, kêu em mình lên nè. Đó, gì trời, gì đâu, hỏi lừa ta cái gì đâu. Nè, tụi nó vẫn tiếp tục lừa. Đó, níu kéo nè, níu kéo nè. Ờ, nè, làm gì, làm gì. Không. Làm gì phải che mặt sợ hả? Đúng quá, trời đông. Điện trong phòng em nè. Đây là quán ở đây này chú. Con. Nãy giờ con này quan lịch sử chú nha. Chú nghe chú. Con. À, chỗ này là phòng mềm. Thì con lên con coi tụi nó xin việc. Một chút chú. Nghe chưa? Ok. Rồi, chú nói chuyện là tự con xuống, con đợi công an tới mà không lên tiếp. Quá bức xúc nên thanh niên đã đăng clip lên mạng thì công an ập tới giải quyết luôn công ty đa cấp kia. Cái kết là cả đám sơ mi quần tây váy công sở kia chạy như vịt. Dễ chôn luôn kìa trời. Đó. Con em nó làm gì mà tự nhiên cái đi về làm sao? Lên chứ bắt đầu giải tán. Minh bạch quá mà. Nè, sao ông bay lừa đảo nè, sống không có yên đâu. Nè, không, ba má sống yên rượu má lên mạng tới giờ. Ba má tụi bay cũng chạy lại hết nè, lừa đảo đi, nhờ nhận được 100 luôn. Ủa tao nói mày hả? Không phải. Em mà lấy xe đi em. Nhận được 100 luôn. Nè chị. Bị lừa đảo à? Em hỏi à? Ủa mấy chị này lừa đảo? Bên này lừa đảo đó em, nói lừa đảo em mà chị biết không dạ? Nói lừa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.